Đây là chức năng mà mình tăng sức mạnh tiềm năng khi up ở trong bản đồ kho báu cực nhanh mà ít người biết và cũng ít người dùng anh em nhé. Còn bây giờ thì anh em hãy đến với cách của mình đang làm nha. Dưới phần mô tả và trong comment mình có để link bio, anh em có nhu cầu gì về Ngọc Gió Online thì anh em có thể ủng hộ mình nhá. Ok, và hi, xin chào anh em và chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với cái hành trình của mình là Lick The Tick 6080 nha anh em. Thì như anh em biết là con Lick này của mình ấy thì hiện tại sức mạnh của nó khá là yếu và mình muốn đi đại lục võ thuật ấy thì nó cũng là một cái gì đó, tại vì là giải siêu cấp 1 này, siêu cấp 2, siêu cấp 3 ấy giờ thì không có ai đăng ký, cho nên là cái tỷ lệ mà mình đi những cái giải đó để mà win được hai vòng thì rất là khó. Tức là khó ở đây là không có người đi ấy anh em, đi có một vòng là hết rồi. Còn nếu mà đi giải ngoại hạng thì toàn gặp VIP thôi, mà VIP thì mình phải cho Lick của mình VIP lên thì nó mới ok được. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm cho con Lick của mình nó VIP lên. Đây này, anh em để ý nhá. Đấy, mình đăng ký giải siêu cấp 3 thì gần như là không có ai đăng ký luôn. Cho nên là mình vẫn đăng ký để mình đi thử xem có ai không. Đây là 21h24 anh em nhá. Thì nó đâu đó chỉ có khoảng 1 đến 2 người thôi. Mà nếu mà mình thắng luôn ấy thì là nó sẽ không tính cho mình đâu. Cay vãi anh em ạ. Cho nên là mình quyết định mình sẽ thôi cứ đăng ký nghỉ chơi chơi. Đấy, tại vì lúc đấy mình đang livestream ấy anh em. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là đi bản đồ kho báu anh em nhé. Đấy, ok, bản đồ kho báu là con đường duy nhất dẫn đến con Lick của mình VIP nha anh em. Và Lick của mình thì mới đang là mấy trăm triệu sức mạnh thôi. Và mình sẽ thực hiện một cái chức năng là chức năng sư đồ nha anh em. Đó, chức năng này thì yêu cầu hai Lick phải kết bạn với nhau anh em nhé. Hai Lick phải kết bạn với nhau. Sau đó thì mình sẽ dùng cái Lick mà cần làm gọi là đệ tử. Sau đó thì xin Lick kia làm sư phụ ấy. Đó, thì sẽ được rất là nhiều tiềm năng nhé anh em. Thì đâu đó chúng ta sẽ được x2 tiềm năng lên, bù x3, x4 nữa. Thì nó cũng được kha khá nhé anh em. Đó, chấp nhận là ok luôn. Đấy. Sau khi mà chấp nhận xong thì mình có vào bản đồ kho báu. Thì trong này nó cảm giác là cũng hơi bí. Tại vì là mình chưa có mua bùa tiềm năng sức mạnh gì cả. Quái nó làm phát mình đi luôn. Và mình quyết định là mình sẽ tiến hành là đi mua chuẩn bị một số thứ cho con Lick này nhá anh em. Đồ mình dùng thì có thể một số anh em biết là đồ mình chỉ dùng đồ 3-4 sao thôi. Đấy, quên còn chưa cả dùng luôn. Đấy, ok anh em để ý này. Ok, rồi. Bây giờ anh em chú ý này. Mình biến khỉ lên, ăn cuồng lộ này. Hình như mình còn thấy thiếu thiếu cái gì nữa anh em ạ. Đấy, được bao nhiêu tiềm năng à? Được có 250 anh em ạ, 250. Thiếu cả cái khẩu trang này. Với lại là từ cờ thì có đủ hết rồi. Giờ nó còn có cả thêm một cái Zada nữa anh em ạ. Zada và được có báo ấy, nó sẽ được nhiều tiềm năng hơn đấy anh em. Sau khi mà chuẩn bị xong hoàn chỉnh các thứ rồi đó, và vẫn thiếu thêm một cái Zada nữa. Chán thật sự, lúc đó mình quên ấy. Xong rồi một thời gian sau mình mới để ý. Và anh em thể nhìn thấy là tiềm năng nó hơn hẳn nhiều luôn ấy. Thì cái Lick vi minh của mình bên cạnh ấy, thì anh em biết rồi, cái Lick vi minh của mình bên cạnh thì tại sao mình chỉ để một Lick thôi. Tại vì ở game này ấy, thì bây giờ là một ngày tham gia một ngày gồm 3 hội đó thì anh em mình mới gọi là đi được cái bản đồ kho báu anh em, chứ không phải là trước là thích đi là đi đâu, thí sinh vào VT là đi đâu. Giờ là nó quy định là như vậy anh em ạ. Cũng khá là chèn ép người chơi, cho nên Lick của mình thì mình có mỗi Lick vi minh vào cùng với ngày thôi. Đấy, chung là treo thì nó cứ nhàm nhàm như vậy thôi, được 100 mấy 200 nghìn tiềm năng sức mạnh thôi, nó có như vậy mà triển khai thôi anh em à. Ok, thì chắc là mình sẽ up ở đây và một thời gian tới thì mình sẽ thông báo cho anh em thành quả là sẽ như nào nhé. Đấy.
Lại thì đấm một phát thì cũng được khá khá. Và nick của mình hiện tại thì chỉ còn 20 giây nữa thôi là xong một cái bản đồ kho báu nha. Xong bản đồ kho báu anh em lại phải đợi thêm tiếp 30 phút nữa anh em mới đi được một bản đồ kho báu nữa anh em ạ, cũng rất là buồn. Và nick của mình thì lên đâu đó hình như là từ từ để mình check cho anh em xem là được bao nhiêu tiền ma sức mạnh nha anh em. Ok anh em đợi mình. Đây bản đồ hết, bản đồ kho báu thì mình lên được 508 triệu sức mạnh nha anh em. Mình dùng đồ 3 sao, có một món 4 sao full bùa với lại là full các thứ nha anh em. Nói chung hơi chậm một tí nhưng mà tầm 500 triệu là ít nha anh em. Trước thì mình nhớ không nhầm là mình đi một lần là cũng được khoảng 2 đến 3 tỷ rồi. Giờ nó ép người chơi quá anh em ạ.